Thế bây giờ anh đi rửa bát. Em rửa đi hay là thôi sushi đi. Ừ. One two three. Nào. 1 2 3. Yeah. Thua, rửa bát đi. Đã ra một câu, đứa nào thằng đấy rửa. Đi rửa bát. Thắng đi rửa bát đi. Thua rồi mà không chịu làm việc à? Đi rửa bát. Anh có yêu em không? Yêu em thì đi rửa bát cho em nhé. Anh có yêu em không? Anh dám không yêu tôi à? Ra đi rửa bát. Ăn đi, người ta còn rửa bát. Các bạn thấy đấy, muốn chồng có ý thức tốt thì phải uốn nắn từ từ.